Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Puka xót xa vì thấy đồi mồi trên tay mẹ, trong lòng chậm lại một nhịp. Puka hiếm hoi trải lòng về chuyện gia đình và tình hình sức khỏe của bố mẹ trước truyền thông. Những chia sẻ của nữ diễn viên nhận được sự đồng cảm của đông đảo khán giả. Mới đây Puka và người em thân thiết trong showbiz của cô Minh Tú đã có một buổi gặp gỡ, cùng nhau chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị. Trong đó những tiết lộ của cô về sức khỏe của cha mẹ nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía khán giả. Đây cũng là lần hiếm hoi Puka trải lòng về gia đình trước công chúng. Puka thu hút nhiều sự chú ý khi chia sẻ về gia đình trong một buổi trò chuyện cùng Minh Tú. Theo chia sẻ của Puka, khi bước qua tuổi 30, cô cảm nhận được cơ thể của mình có nhiều sự thay đổi, như hay quên, không còn nhanh nhạy như trước nữa. Tuy nhiên, nữ diễn viên không quá bận lòng về điều đó. Điều khiến cô quan tâm hơn cả chính là số tuổi của ba mẹ mình ngày một lớn hơn. Puka lo lắng về tuổi tác và vấn đề sức khỏe của bố mẹ. Puka tâm sự với Minh Tú. Có một lần, mẹ chị đang làm đồ ăn giống như thường ngày chị chạy lại nói chuyện với mẹ. Khi ấy mẹ chị đang lột những tép hành, tép tỏi, thì chị để ý thấy tay của mẹ có quá nhiều những đốm đồi mồi và cả những nếp nhăn. Không giống như ngày xưa, chị ngồi nói chuyện với mẹ thì chị thấy tay mẹ vẫn còn trắng, da vẫn còn căng. Tự nhiên lúc đó trong lòng chị bị chậm lại một nhịp. Chị bắt đầu suy nghĩ, khi tuổi mình càng lớn thì tuổi của ba mẹ còn lớn hơn thế nữa. Lúc đó chị không còn lo tuổi 30 của chị yếu dần, mà là chị cảm thấy lo vì ba mẹ chị yếu hơn. Khoảnh khắc ấm áp của Puka và mẹ những chia sẻ của Puka nhận được sự đồng cảm của đông đảo khán giả, có thể thấy khác với hình ảnh tinh nghịch, hài hước trên sân khấu, Puka ở ngoài đời là một người khá nhạy cảm và sâu sắc. Nỗi lo của cô về việc bố mẹ tuổi tác ngày một lớn, sức khỏe dần yếu đi cũng chính là trăn trở của rất nhiều người. Gia đình của Puka có 5 thành viên gồm bố mẹ, anh chị, Puka là con út. Trong phần bình luận khán giả dành nhiều lời khen cho suy nghĩ trưởng thành của Puka nghe puka chia sẻ về ba mẹ mà mình cũng khóc theo mình hiểu cảm giác của puka thấy ba mẹ ngày càng tuổi cao sức yếu thực sự là một điều rất đau lòng mong mọi người hãy cùng trân quý gia đình của mình nhiều hơn nghe nói chuyện mới thấy puka là người rất nội tâm hiểu biết thực tế và sâu sắc puka được khen ngợi về sự sâu sắc tinh tế Puka tên thật Nguyễn Kiều Cẩm Thơ, sinh năm 1989. Cô là nữ diễn viên quen mặt với khán giả ở các sân khấu kịch, thường xuyên xuất hiện trong các game show và tham gia nhiều dự án phim ảnh. Vốn xuất thân trong một gia đình khá giả, thế nhưng vào thời điểm bắt đầu đi học đại học, gia đình Puka rơi vào cảnh phá sản khó khăn về kinh tế. Kể từ đó, nữ diễn viên phải tự mình chăm lo cho cuộc sống. Nhờ chăm chỉ làm việc, Puka và gia đình đã vượt dậy sau khó khăn. Sau thời gian dài cố gắng, Puka nay đã có cho mình một sự nghiệp ổn định, được đông đảo khán giả yêu mến bởi cá tính riêng. Không chỉ đủ khả năng chăm lo cho gia đình, cô còn có cuộc sống khá sung túc với nhà sang, xế xịn và thường xuyên tự thưởng những chuyến du lịch sang chảnh. Puka tậu xế hộp tiền tỷ vào năm 2019, nơi diễn viên thường xuyên check-in du lịch danh xã. Cô đang sinh sống trong một căn hộ hạng sang có view hướng ra thành phố cô hiện có cuộc sống đầy đủ thoải mái suốt thời gian dài nữ diễn viên liên tục vướng tin đồn hẹn hò riêng tuấn kiệt dù không lên tiếng nhưng cả hai được fan đẩy thuyền vì quá đẹp đôi thường ngày vui vẻ lầy lội là thế nhưng kỳ thực puka lại sống nội tâm có những suy nghĩ sâu sắc và rất yêu thương cha mẹ cuộc sống dẫu lắm bụng bề nhưng nữ diễn viên vẫn luôn cố gắng giữ hình ảnh xinh đẹp vui vẻ và đầy năng lượng trong mắt đấng sinh thành bạn thấy sao về puka cùng chia sẻ nhé theo dõi các bài viết hấp dẫn khác tại tin mới nhất nhé bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo